Xin chào quý vị đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh đã được đẩy mạnh ngay từ những ngày đầu năm trong nhiều nghị quyết của chính phủ. Tuy nhiên, khi mà chính sách tốt thì cũng cần phải có chương trình hành động và thực tiễn triển khai tốt đi kèm. Nếu không, chính sách không thể được hiện thực hóa và cũng không thể đến được với doanh nghiệp và người dân. Câu chuyện chính sách tốt nhưng thực thi chưa tốt vẫn là một đề tài nóng được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc họp chính phủ. Câu chuyện thủ tục cũ chưa cắt xong đã lại mọc lên thủ tục mới cũng không phải là quá hiếm. Thực tế này đang diễn ra như thế nào và làm thế nào để giải quyết được vấn đề này? Tiếp tục về đề tài cải thiện môi trường kinh doanh, chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này phần 3 sẽ đi từ câu chuyện Doanh nghiệp vẫn kêu khó với điều kiện kinh doanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thời gian qua, trong khi các bộ ngành quyết tâm cắt giảm điều kiện kinh doanh, thì những điều kiện kinh doanh mới vẫn mọc lên. Mới đây, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thú y đã gửi thư đi khắp nơi để kêu cứu về một quy định mới để quản lý chất lượng thuốc thú y của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Lý do là thực hiện quy định này, chất lượng thuốc thú y không tăng, nhưng mỗi năm các doanh nghiệp sẽ thiệt hại 300 đến 600 tỷ đồng. Đó là một ví dụ điển hình của việc thủ tục làm khó doanh nghiệp và cũ cắt chưa xong thì mới đã lại mọc lên. Mời quý vị theo dõi phóng sự tổng hợp sau để hiểu hơn về câu chuyện này. Với gần 100 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú y, từ khi thông tư 18 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý thuốc thú y được ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018, họ luôn như nằm trên đống lửa bởi thông tư 18 quy định thuốc thú y phải công bố hợp chuẩn, hợp quy. Trong khi đa số sản phẩm thuốc thú y đều đã được công nhận, dán tem đạt tiêu chuẩn GMP với tiêu chuẩn tương tự và thậm chí còn cao hơn quy định hợp chuẩn, hợp quy theo yêu cầu của thông tư mới. Tôi nghĩ rằng là tự dưng mình lại làm một cái việc mà lại thấp hơn cái việc mình đã có là cái đăng ký lưu hành. Cái điều thứ hai là khi chúng tôi làm cái đăng ký lưu hành thì cái hồ sơ của nó đã khá đầy đủ rồi. Thế nếu như mà làm nữa thì thành ra lại là thừa không cần thiết. Chúng tôi đều có một cái suy nghĩ chung như nhau là cái làm hợp quy không có phần gì vào cái việc là tăng cường cái quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhưng mà lại tốn một cái chi phí khá lớn. Thì chúng tôi muốn làm đầy đủ để công bố được tất cả các cái sản phẩm đã có giấy phép lưu hành, tôi chắc rằng cái chi phí không dưới 4 tỷ. Còn đây là nhà máy chuẩn GMP của một doanh nghiệp thuốc thú y. Theo doanh nghiệp, để đáp ứng chuẩn này, sản phẩm thuốc thú y đều đã tuân thủ đầy đủ các quy định tiêu chuẩn GMP. Nay tuân thủ thêm thông tư 18 nữa, chất lượng thuốc không tốt lên, chỉ có chi phí của doanh nghiệp là tăng thêm. Và người gánh hậu quả không chỉ mình doanh nghiệp. Làm cái hợp chuẩn hợp quy như thế này, nếu như chúng tôi có phải làm, thì doanh nghiệp trước hết là phải bỏ tiền ra gánh. Và điều đó có nghĩa rằng là cái chi phí đó sẽ đội vào giá thành thuốc. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như đội vào giá thành thuốc thì sẽ không đáp ứng được đối với ngành chăn nuôi thuốc thú y của chúng ta. Ngành chăn nuôi bây giờ đang yêu cầu để đáp ứng những sản phẩm giá cả hợp lý để hạch toán tốt cho người tiêu dùng. Nhưng với cái giá cao như thế này thì e rằng các doanh nghiệp sẽ không bán được hàng và dẫn tới các doanh nghiệp có thể có nguy cơ không bán được hàng và sẽ phá sản. Theo quy định tại thông tư 18, doanh nghiệp thuốc thú y chỉ được làm hợp chuẩn hợp quy tại 3 cơ sở do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Việt Nam, quy định theo thông tư này là vô lý và không khả thi. Bây giờ như vậy là 70 doanh nghiệp là GMP, còn những doanh nghiệp không GMP nữa mà làm ở GMP chứ không phải là 70. Doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn GMP vẫn làm thuốc. Ở các doanh nghiệp GMP như vậy lên tới hàng trăm, mà hàng trăm. Trong khi 6-7.000 loại thuốc hiện nay đang được lưu hành và 3-4.000 loại thuốc nhập như thế, tạm nói con số chắn là 1 vạn loại thuốc. Vậy 1 vạn loại thuốc này với 3 cơ sở được chỉ định, 3 năm không kiểm nghiệm hết. 3 năm, tôi xin nhắc lại, 3 năm không kiểm nghiệm hết lại 1 vạn thuốc. Vậy đưa ra cái này để làm gì? Các doanh nghiệp cho biết, các công ty xuất khẩu đi các nước khác cũng không có yêu cầu dấu hợp quy, mà chỉ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng GMP. Thế giới chưa làm, Việt Nam lại đưa ra yêu cầu này để làm gì? Trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp,
vẫn có những điều kiện kinh doanh mới khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vất vả hơn. Câu chuyện quy định công bố hợp quy này của ngành thuốc thú y cũng tương tự với câu chuyện về điều kiện kinh doanh trong kiểm dịch động thực vật mà các doanh nghiệp đã từng kêu trong suốt thời gian vừa qua. Những quy định chồng chéo và gây mất thời gian, nó không chỉ làm cho doanh nghiệp mất thời gian, công sức, tiền bạc, cơ hội, mà có khi là cả uy tín của doanh nghiệp đối với đối tác và khách hàng của mình, khi mà các sản phẩm động thực vật và thức ăn là những sản phẩm đặc thù, có tính thời vụ đặt lên hàng đầu. Tôi nói về cái phí kiểm tra kiểm nghiệm, nói cũng vui thế này nhé. Một lô, ví dụ tôi nói một lô có một tấn thì cái sẽ lấy 5 mẫu, làm 5 mẫu là 5 cái xét nghiệm, 5 cái xét nghiệm đó là 5 khoản tiền. Thì thưa anh là thực ra để xác định một cái lô đó nó có bị nhiễm dù 5 cái xét nghiệm đó mà có một xét nghiệm dương tính thì thưa anh thì lô đấy có bị hủy. Cái cớ gì mà bắt người ta phải nộp tiền cả năm mẫu. Thế nhưng đã quá giống như là tôi nói ví dụ mình tưởng thế này thôi. Ví dụ như học bệnh viện xét nghiệm chụp X quang cắt rất nhiều lớp thì thật nhẹ một lớp tôi lấy thêm tí tiền. Nhưng tôi chỉ cần biết kết quả của anh là anh cắt 5 lớp hay 10 lớp hay anh lấy 5 lô hay 1 lô, chỉ cần là anh có nhiều cái kỹ thuật là họ lấy 5 mẫu đó họ trộn với nhau chỉ ra một kết quả duy nhất. Thế anh chỉ trả tiền mỗi kết quả đấy, cứ như bị bắt người ta trả tiền 5 mẫu xét nghiệm, nó vô lý. Ở đây có thể nói như này, cái việc quản lý để đảm bảo về cái nguy cơ và rủi ro cho người tiêu dùng với cái xã hội là cái việc đó là cần thiết. Doanh nghiệp nào cũng đồng tình như vậy cả. Nhưng có cái vấn đề câu chuyện đây là quá mức cần thiết. Danh mục cũng quá rộng, quá mức cần thiết, cũng quá rộng. Ví dụ như là nói là kiểm dịch thú y đối với sản phẩm động vật, đối với sản phẩm hàng sữa chẳng hạn, thì ngay cả đến sữa bột cũng kiểm dịch thú y, đến thậm chí là có nơi là còn tôi hiểu là kể cả cái mặt hàng gọi là bánh kẹo, các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa cũng lại trở thành như thế là mở rộng. Vấn đề là ở đây đang nói là quá mức cần thiết. Đã có những câu chuyện thực tế chỉ ra những khó khăn trong tuân thủ kiểm tra giàn trải. Ví dụ câu chuyện về kiểm dịch. Thông tư 25 năm 2016 và 24 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng với cả động vật tươi sống và đã qua chế biến, hay sản phẩm chỉ chứa một phần có nguồn gốc động vật như đạm, sữa, đường lactose. Quy định tất cả các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật nhập khẩu vào Việt Nam, mặc dù đã có giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu, đều phải qua kiểm dịch 100% thì mới được thông quan. Từ đó phát sinh câu chuyện, một cái bánh hay một gói cà phê sữa, trong thành phần có vài giọt sữa hay sản phẩm dinh dưỡng y tế, vốn dĩ cực kỳ an toàn vì đã qua xử lý nhiệt, thành phần chỉ có chứa một lượng nhỏ đạm chiếm xuất phát từ sữa, vẫn phải kiểm dịch động vật. Hơn nữa, việc kiểm dịch động vật các chế biến chỉ là kiểm tra một vài vi sinh vật. Rõ ràng việc kiểm tra dàn ngang 100% như trên không dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro và thông lệ quốc tế đang gây ra nhiều bất cập và vướng mắc cho cả cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, không đáp ứng được mục tiêu giảm thời gian, tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành đề ra trong nghị quyết 19 của chính phủ trong suốt 3 năm trở lại đây. Hành lý thuộc Bộ Y tế, số còn lại là Bộ Công Thương. Như vậy là sẽ có một lô hàng mà 3 cùng kiểm tra. Đối với sản phẩm sữa đã qua chế biến thì khi nhập về chúng tôi phải qua 2 quy trình kiểm tra và để cấp được 2 loại giấy chứng nhận. Đã đóng gói để bán lẻ thì tôi xin nhấn mạnh là phải chịu 2 sự kiểm tra cùng lúc. Đấy, cái điều này là vừa dẫn đến kéo dài thời gian, vừa dẫn đến tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp. Thì riêng về cái danh mục thì là còn rất nhiều dữ liệu để các đồng chí nghiên cứu và giảm đi. Hiện nay có thể nói là trong cái quản lý chuyên ngành thì mấy năm vừa rồi thực hiện nghị quyết của chính phủ thì các bộ đã có những cố gắng nhất định. Tuy nhiên là hiện tại thì vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Thứ nhất là cái diện kiểm tra chuyên ngành rất là rộng. Những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là hiện nay các bộ đã giải thích là quá rộng so với quy định của luật. Đấy là cái vướng mắc rất là nét hiện nay.
cho nên cái diện kiểm tra là rất là rộng. Các anh theo như ý kiến của các anh ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường thì đáng lẽ cái diện hàng hóa quản lý chuyên ngành nhóm 2 nó là trên cái đỉnh của một cái hình nón, thì hiện bây giờ nó lại ngược lại, nó lại trở thành cái đỉnh của một cái hình nón lộn ngược, tức là cái diện càng ngày càng mở rộng so với luật rất là nhiều. Đó chỉ là một vài ví dụ cụ thể về việc vì sao doanh nghiệp vẫn đang kêu khó với điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Các chuyên gia đã khẳng định, việc cắt giảm được những thủ tục chồng chéo, không có nhiều ý nghĩa, gây mất thời gian và tốn kém chi phí cho doanh nghiệp, sẽ đem lại lợi ích cho nhiều bên, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và việc cắt giảm này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có lộ trình. Doanh nghiệp thì kêu khó, kêu khổ, cơ quan chức năng thì kêu gọi nỗ lực cải cách. Nhưng làm thế nào để hai mục tiêu này gặp nhau? Cần phải làm những gì để tiến trình cải cách thực sự là cải cách và trở thành bước tiến trong hoạt động kinh tế? Mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Cho nên là đây là thôi nên là cải cách. Anh có lấy 5 mẫu hay 1 mẫu hay 3 mẫu hay 100 mẫu thì anh chỉ một kết quả. Còn một kết quả để hủy cái lô đó hay thông qua cái lô đó thì anh chỉ lấy một khoản tiền mà thôi. Còn anh lấy như kiểu nào tôi không cần biết. Theo cái tinh thần của nghị quyết 19 năm 2018 của chính phủ thì có một cái điều khoản cụ thể đối với nhiệm vụ của nông nghiệp phát triển nông thôn, tức là làm sao mà cải thiện môi trường kinh doanh để hạn chế cái tình trạng là hai đơn vị cùng kiểm tra một lô hàng theo hai quy định luật khác nhau nhưng với hai thủ tục khác nhau và cùng cấp hai giấy chứng nhận. Thì như thế là chúng ta có thể thấy là cái chỗ này lại là đi ngược lại những cái tinh thần của nghị quyết 19, và chúng tôi hy vọng là Bộ Nông nghiệp sẽ có một cái nghiên cứu và làm sao mà khi về một mối có thể là Bộ Công Thương hoặc là Bộ Y tế và một phía bên là Bộ Nông nghiệp là một cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra cái lô hàng nhập khẩu đối với sản phẩm sữa đã qua chế biến. Vậy thì cái việc đó chúng ta, nhưng mà hiện nay chúng ta lại quản lý với tất tần tật hàng nhập khẩu như vậy là quá mức cần thiết, là quá mức cần thiết. Thế thì có thể nói là có thể mà nói một cái ý nữa mà ít người nói đến là cái việc bảo vệ người tiêu dùng. Tất cả các cái chi phí này các doanh nghiệp nhập khẩu cuối cùng người ta đều đưa vào giá thành nhập khẩu hết, và giá thành nhập khẩu người ai trả tiền cuối cùng lại là người mua, chứ người mua lại bảo là hiện nay được bảo vệ bằng cái cách tức là tăng cái chi phí lên để mình là người gánh chịu. Vậy thì cái đó có phải là cái bảo vệ người tiêu dùng hay không? Là việc kiểm tra một trong năm lô với nhóm nguy cơ thấp là một bước tiến về quản lý rủi ro, bởi vì đúng là như vậy mà lỡ tới 80% cái số kiểm. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn như nghị định 15 của chính phủ về kiểm tra hàng thực phẩm còn mạnh dạn bớt đi tới 95%, tức là chỉ kiểm tra 5%. Thế vì vậy chúng tôi mong muốn rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên xem xét về vấn đề này, bởi vì cũng chỉ cùng một vấn đề thôi, như là các quý vị đại biểu có thấy cũng chỉ kiểm tra có 3 con vi sinh thôi. Thế thì Bộ Y tế đã mạnh dạn cắt đến 95% rồi, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nên xem xét để cắt giảm mạnh hơn nữa. Về cái kiến nghị và của doanh nghiệp thì từ rất nhiều năm nay thì VCCA là luôn luôn là cái nơi mà tập hợp các cái kiến nghị của doanh nghiệp gửi tới để báo cáo Thủ tướng, báo cáo Chính phủ và gửi các bộ ngành cũng như là các cái tổ chức liên quan để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì thông thường họ kỳ vọng là có những cái kỳ vọng như là thứ nhất là cái cải cách thủ tục hành chính trong cái việc mà làm sao để tạo thuận lợi thương mại, tạo thuận lợi trong việc xuất khẩu, tạo thuận lợi trong việc nhập khẩu. Thì từ cái đó thì nó liên quan rất nhiều những các cái kiến nghị, ví dụ như là thuế, thuế xuất nhập khẩu, rồi là cái quy trình hoàn thuế, quy trình nhập khẩu hoặc là xuất khẩu một số sản phẩm. Thế thì những cái đấy là cái mà được đề cập nhiều nhất. Thế thì gần đây thì cũng có rất nhiều những cải thiện, nhưng mà vẫn còn những các cái còn những cái mà quan ngại, bởi vì cái chi phí để cho phục vụ cái quy trình đấy nó vẫn còn cao. Chia sẻ về cách theo công văn, tôi gọi cái này là gì, phép khu tê. Mà cái điện phép khu tê này rất khó theo dụng. Không biết là đi từ đâu mà thế nào, có mình mà
của chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, có chị Nguyễn Huyền ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đặt câu hỏi cho chương trình. Thưa luật sư, công ty của tôi đã thành lập có chi nhánh tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, công ty tôi muốn đổi địa điểm chi nhánh sang khu vực phía Nam. Vậy làm như thế nào để công ty tôi chấm dứt được hoạt động ở chi nhánh khu vực phía Bắc? Xin cảm ơn và xin mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 206 luật doanh nghiệp năm 2014, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp mình hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh chi nhánh của cơ quan nhà nước. Như vậy, dẫn chiếu theo cái quy định trên thì công ty của bạn sẽ được chi nhánh công ty sẽ được chấm dứt theo hai hình thức. Một là chính bản thân doanh nghiệp ra quyết định chấm dứt cái việc hoạt động của chi nhánh công ty tại miền Bắc, và trường hợp thứ hai là khi mà cái giấy phép hoạt động của chi nhánh của công ty bạn bị thu hồi bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và để tiến hành cái thủ tục mà chấm dứt hoạt động của chi nhánh khu vực miền Bắc cho công ty bạn thì bạn sẽ cần phải chuẩn bị các cái bước như sau. Thứ nhất là bạn phải hoàn thành các cái nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương. Thứ hai là các cái vấn đề về lương và các cái chế độ cũng như bảo hiểm và y tế đối với người lao động. Và bạn cũng phải có các cái phương án trả nợ cũng như là hoàn thành việc trả nợ đối với các chủ nợ. Cụ thể hồ sơ bạn sẽ nộp về phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh của bạn đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các cái tài liệu sau. Thứ nhất là quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Đi kèm theo quyết định thì phải có biên bản họp của công ty bạn về cái việc là chúng ta sẽ chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại phía Bắc. Nếu như không có cái quyết định này thì bạn phải có cái quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Kèm theo cái quyết định trên thì lại phải có danh sách các chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, bao gồm cả các nợ thuế và các nợ tiền bảo hiểm xã hội khác. Danh sách những người lao động, quyền và lợi ích tương ứng của họ. Trong trường hợp này thì ví dụ cái phương án xử lý đối với những người lao động mà đang làm việc cho công ty bạn tại chi nhánh khu vực phía Bắc thì công ty cũng phải có cái trách nhiệm lập phương án để chúng ta sử dụng và phân công công việc phù hợp đối với người lao động trên. Tiếp theo, bạn sẽ phải nộp lại cái giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và con dấu của chi nhánh nữa. Ngoài các cái thủ tục nêu trên thì hiện nay theo quý để nhằm đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính thì trước khi mà thực hiện các cái bạn gửi hồ sơ bằng bản giấy đến phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở chính thì bạn có thể gửi hồ sơ online và theo cái đường link đã được công bố trên website điện tử tại các cái phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính. Cảm ơn luật sư ạ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.